Xin chào quý vị khán giả của Vị Trí Chú TV. Hôm nay là Chủ nhật ngày 31 tháng 1 năm 2021. Như vậy là Tết ta năm nay là chuẩn bị còn 2 tuần nữa là chuẩn bị đến Tết rồi. Đây là mặc dù là mùa này là Covid nhưng mà ngay tại Little Sài Gòn, ngay tại chợ Phú Hòa vẫn có tổ chức chợ hoa để người Việt tập trung vui chơi và mua bán những cái loại hoa cũng như một chút đồ dùng ngày mùa Tết. Vũ Nguyễn xin chào và mời các bạn tham quan cái điểm chợ Phú Công Thọ. Và bây giờ chúng ta vào tham quan nhé. Thưa các bạn, đây là khung cảnh Little Sài Gòn trước đây, chợ Á Đông, siêu thị Á Đông. Và đây là trước Phú Công Thọ. Chúng ta có thể thấy là bên trong có nhiều rất là du khách từ những cái vùng khác đến cũng như ở tại đây. Mặc dù đây là ở Cali rồi, Covid đang là cái mùa đang rất là nặng, nhưng mà không vì vậy mà những cái hoạt động ở ngoài chợ là có thể giảm. Mà đâu chúng ta có thể thấy chúng ta có thể thấy những cái chợ hoa, chợ mai, hoa mai rất là đẹp. Đây họ cũng cho những cái đồ sắt trùng tay nha các bạn. Đây là hoa đào, đây những cái đồ trang trí. Đây mình ghé mua chụp cây xì có nhiều kiểu các bạn. Cương phúc bạn lấy 3 cái. Đây một cái ba xì là 3 đồng á, một cái 1 đồng. Đấy, hôm nay Tết sao, năm nay Covid sao em? Vui không? Vui. Vui à? Yeah. Ra phụ bán ba cho ba mẹ. Yeah. Cảm ơn con. Mà thấy nó rất là đẹp nha. Đây gian hàng đồ chơi. Đồ chơi cho mấy bé. Thank you.
Cây nhân hoa các bạn. Cái này 30 đó chị ơi. Một bó này 30 cái gì? Đào bao nhiêu chị? Một bó là hôm nay là 30, còn đào là 35 trưng Tết nha các bạn. Nó là đẹp. Cô bán này hả? Trả tiền cái này. 222 cái. Dạ một bịch thôi mà hết rồi. Bao nhiêu cô? 200. Đặc biệt là hôm mai này rất là đẹp nha. Tôi thấy hôm mai rất là đẹp luôn. Giao hàng hoa lan các bạn. Đây là cô người ta ngồi ăn các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trái cây các bạn. Đây là bên trong chợ Phúc Lộc Thuận các bạn. Bên trong thì cho treo những cái vật thứ để trang trí cho có không khí Tết, như mấy những cái đèn lồng, pháo. Đây là sân khấu sẽ tổ chức cái cuộc thi vào dịp Tết nha các bạn. Số điện thoại